Hồi tháng 4 năm 2020 đó, tháng 4 năm 2020 là cô phát hiện cái bệnh ung thư trực tràng. Đây là cái đoạn là ruột non nè, đoạn đi lên ruột già ha, ruột già là đại tràng, lên tràng ngang xuống tràng lên rồi ra cái hậu môn. Đây là đoạn ruột non ha, ruột non thì vẽ quằn đi cho mình nhìn thấy. Đây cái manh tràng đi lên, trên đây là cái đoạn ruột đại tràng lên ha, đại tràng đi lên, còn đây là đại tràng gốc gan, bên đây là đại tràng ngang ha, đoạn đại tràng ngang, bên đây là đại tràng gốc lách, đây là đại tràng đi xuống nè. Đây, cái phần nó đi lên là đại tràng lên, phần đi xuống là đại tràng xuống ha. Rồi đại tràng này là đại tràng sigma, đoạn đại tràng sigma. Còn cái đoạn bệnh á, ung thư trực tràng của cô á, là nằm ngay đoạn trực tràng nè, đoạn trực tràng ngay cái miệng nối giữa cái đại tràng sigma và trực tràng. Đây là cái chỗ vị trí ung thư của cô nè. Còn này hậu môn ha, dưới này là hậu môn. Thì đây là cái bệnh gốc của cô. Thì khi phát hiện hồi tháng 4 2022 thì bác sĩ mới phẫu thuật cắt bỏ cái khối u này ra, nối đoạn này lại là bỏ khúc này, bỏ đi đó. Bác sĩ nối từ đoạn đại tràng trực tràng nè, nói thẳng vô đại tràng sigma chứ không có để hậu môn nhân tạo ra ngoài ha. Là hồi tháng 4 năm 2020 tại bệnh viện Trung ương Huế ha. Rồi sau đó bác sĩ vô hóa chất xạ trị, chứ xạ trị 28 tia tại Thừa Thiên Huế, xạ trị 28 tia, xong đó hóa trị 12 chu kỳ, mỗi chu kỳ 15 ngày, cách nhau 15 ngày. Sau khi hóa trị xong, xạ trị xong 28 tia, hóa trị 12 chu kỳ xong, mới phát hiện di căn. Phát hiện di căn vào gan và phổi. Lúc đó là mới phát hiện cái di căn vào gan và phổi. Tiếp tục hóa trị tiếp 12 chu kỳ. Cho thầy hỏi lại nè, khi mình hóa trị 12 chu kỳ là đã hoàn thành phác đồ chưa? Dạ bác sĩ, con thanh tập đâu đó Mario, lần đầu là di căn của phổi. Mẹ cho họ trị mấy hai lần. Hai lần xong chụp lại có giá. Thì bác sĩ nói em là phải họ trị tiếp. Mà cô họ không nổi, không đủ sức. Thì bác sĩ cũng là tuy. Có nghĩa là sức khỏe không đủ để mình hóa trị tiếp. Hóa trị xong 12 chu kỳ nè. Không có giá. Qua cái gan luôn. Đâu là phổi. Vậy là
quá đi em. Không đủ sức khỏe. Không đủ sức khỏe. Đủ sức khỏe. Không đủ sức khỏe để tiếp tục hóa trị tiếp. Trả trị xong 28 tia hóa trị xong 12 chu kỳ và phát hiện di căn phổi xong hóa trị tiếp là 12 chu kỳ phát hiện ra tổn thương tiếp theo là cái gan. Rồi có nghĩa là đây là cái khối lớn nhất của nó đó. Là lớn nhất của nó là 82 x 64 nhưng còn nhiều khối nhỏ nữa. À, chứ không phải là khối này không. Còn cái di căn vào trong phổi. Di căn trong phổi là dạng thả bóng. Thả bóng đều hai phổi luôn, hai lá phổi hai bên là cái bóng tim ở đây. Cái quai động mạch ở đây, hai cái phổi hai bên nè. Hai phổi hai bên á thì nó thả bóng đều vô đây. À, thả bóng. Nốt mờ á, nó chạy nốt mờ. Nốt mờ hai phổi. Bây giờ trên nguyên tắc là nếu như bác sĩ tiếp tục điều trị, người ta tiếp tục hóa trị cho mình tiếp, nhưng mà giờ sức khỏe mình không đủ sức khỏe thì không thể theo tiếp tục được. Đó, là do sức khỏe. Khỏe. Không đủ. Đủ. Để vào hóa chất nữa ha. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ thầy cung cấp cho mình một cái giải pháp. Khi mà mình không đủ sức khỏe mình vào hóa chất nữa thì cô cũng đã bỏ hóa chất này 7 tháng rồi. Có nghĩa là cô không theo phác đồ Tây y chứ không phải xuống đây là cô bỏ phác đồ trên đó cô xuống đây. Nghĩa để cho mọi người hiểu là cô đã dừng lại cái hóa chất đó 7 tháng nay rồi. Đó. Chứ không có là mọi người nghĩ là ở đây các thầy cho bệnh nhân ngưng điều trị Tây y rồi lôi kéo xuống đây để chữa là không đúng. Mà mình đã nghĩ từ cách đây 7 tháng rồi. Mình cũng đã có sử dụng những cái loại thuốc bên ngoài, thuốc lá thì nó cũng không bớt, nó vẫn tăng chỉ số. Thì thầy thấy trong đây cái xét nghiệm máu nè. Thầy xem cái xét nghiệm máu. Cái bản xét nghiệm máu thì thấy cô thiếu máu nè. Cái lượng cái công thức máu ha. Cái hồng cầu nè. Nó chỉ có 3.7 thôi. Nó tụt, nó thiếu máu nhẹ một chút. Cái chất lượng hemoglobin nè, hemoglobin nó là 11, nó trong ngưỡng cho phép là từ 12 cho tới 18, mà mình có 11 thôi. Cái này là số lượng hồng cầu nha, số lượng hồng cầu trong cái công thức máu đó. Còn cái này hemoglobin là chất lượng huyết sắc tố, huyết sắc tố là quyết định cái màu máu đỏ của mình á. Nó là 11 thôi, đơn vị thôi. Nó yêu cầu mình phải là 12 tới 18 mà mình có 11, mình thiếu nhẹ. Thì hai cái này mình thấy là nó thiếu thì mình sẽ các thầy sẽ cho bổ sung vô vấn đề bổ máu cho mình. Dạ đúng rồi. Còn một cái chỉ số nữa mà các thầy ghi nhận nè. Cái men gan. Bây giờ hồi nãy là đã tổn thương cái khối u cái khối gan ha. Tổn thương gan đa ổ đó. Thì bây giờ cái men gan nè. A, S, T, A, L, T. A, T là 164 trên 8. A, L, T là 63 nhân 9. Đây là bị men gan cao nha. Đối với nữ thì nó cho phép 164 nè. A, T nó phải dưới 33. Còn A, L, T nó cũng phải dưới 33. 164 là vượt ngưỡng 133 là cũng khá nhiều rồi. AST là 63 mà nó vượt ngưỡng 33 cũng gấp đôi thôi. Có nghĩa là men gan cao. Đó. Cả hai thứ luôn. Vừa thiếu máu nè, vừa men gan cao nè. Còn cái chỉ số COA. Đây là cái marker á. Cái marker của bệnh lý mình. COA là trên 1000. Quá đỉnh luôn. 126. Nó cho phép đối với cái người mà không có hút thuốc á là nó chỉ cho phép từ 2.5 thôi. 2.5 đơn vị là hết mực rồi. Thì lấy bút đỏ nha, tại cái bút xanh nó hết mực rồi. 2.5 nè. Cái người hút không thuốc á, nó cho 2.5 đơn vị ha. Còn cái người hút thuốc thì nó sẽ cho là 5. Dưới 5. Dưới 2.5. Thì cô không hút thuốc thì mình sử dụng cái chỉ số này. Thì cái COA của mình là 1026 là rất cao.
của bạn Quảng á. Của bạn Quảng dạy khác á, có chắc bỏ hơi thuộc. Bây giờ nó còn lại các cái chỉ số khác, ví dụ như AFB này là thầy chưa thấy làm. AFB của gan nè. Còn nếu như cái tổn thương phổi mà tế bào không nhỏ thì sử dụng chỉ số xếp ra 21-1. Thì hai này chưa thấy làm. Rồi CA19.9 nữa. Thì có thể mình sẽ trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi những chỉ số này. Để so sánh coi chỉ số đầu vô đầu ra nó như thế nào ha. Bây giờ những cái này ha, thì để thầy bôi rồi thầy nói với vấn đề điều trị ở đây. Nãy giờ thầy phân tích cái bệnh lý của mình á. Bây giờ thầy nói cái phương pháp điều trị ở đây. Cái phương pháp điều trị ở đây là sử dụng phương pháp hỗ trợ nha. Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư. Bằng cháo nano. Cháo nano. Thảo dược. Nano. Của nhà nghiên cứu thực nghiệm Gia Phêrô Nguyễn Văn Tường. Nguyễn Văn Tường. Đó. Các thầy khi mà cô đến đây là đã ở nhà hết 7 tháng này, là không có sử dụng phương pháp điều trị Tây y nữa. Thì cô đến đây các thầy sẽ sử dụng các phương pháp hỗ trợ điều trị nè. Bằng cháo nano, thảo dược nano. Thì cái cháo nano này là sử dụng bằng phương pháp nấu bằng nồi áp suất. Nấu bằng nồi áp suất. Nó là siêu nhỏ, nano nó là siêu nhỏ. Chỗ này nó mới thẩm thấu vào từng tế bào. Theo hình thức thẩm thấu vào khuếch tán đó. Thì nó mới khuếch tán đi khắp cơ thể. Nó mới tác động được. Được. Đến gan. Đến gan nè. Đến phổi nè. Phổi. Đến các cơ quan khác. Cơ quan khác. Khác. Thông qua mạch máu. Thông qua các mạch máu và mao mạch. Ha. Thông qua máu. Đó. Vì sao? Vì cơ thể con người mình là cơ thể nè. Để mình là 70% là chất lỏng. Lỏng 30% là chất rắn. Cho nên mình đưa cháo nano là chất lỏng vào trong cơ thể nó mới khuếch tán và thẩm thấu được. Nó dựa trên nguyên tắc này. Cái cháo nano đó mình ăn mỗi ngày mỗi ngày thì nó mới thẩm thấu, nó tác động được tới gan, tới phổi, tới các cơ quan khác. Thì nó mới khống chế được lại cái tình trạng bệnh lý. Đó là cái nguyên tắc của nó. Cái nguyên tắc thứ hai là cái thang pH. pH acid kiềm. Trong các loại thực phẩm á, nó có cái tính axit, tính kiềm hoặc là trung tính. Trung tính. Nếu như mình nạp cái loại thực phẩm nó vào, nó chuyển hóa vào trong cơ thể, nó tạo ra axit. Cái trái chuối của ai này để ra ngoài giùm thầy đi. Axit. Mà cái cơ thể mình mà nó có môi trường axit trong cơ thể nội môi đó, thì nó tạo ra môi trường thuận lợi để tế bào ung thư phát triển. Thì các thầy sẽ không cho mình sử dụng. Bao gồm là đạm động vật nè. Động vật. Các thực phẩm có cồn. Cồn. Ha. Chữ xấu quá trời xấu.
Nhìn nhìn lại cái tấm bảng đàn động vật như thực phẩm có cồn, là những thứ này là cái tài thông cho mình sử dụng ha. Dạ. Để hạn chế được cái môi trường axit trong cơ thể, giảm bớt cái nguy hiểm của cái tế bào ung thư. Dạ. Nhưng mà bên cạnh đó mình sẽ sử dụng những thực phẩm có kiềm. Kiềm nó bao gồm trong nước kiềm. Nước kiềm pH 7 chấm. Xin lỗi, pH 8.5 đến 9.5. Nước kiềm pH là phải là 8.5 đến 9.5 mới đạt tiêu chuẩn nha. Cái thang đo pH thì đây là pH là trung tính là 7. 8, 9 càng nghiêng về độ kiềm 8, 9 là cơ thể mình khỏe mạnh. Còn nếu như mà nghiêng về axit thì nó có 6, 5 thôi. Đó. Thì 6, 5 là axit nè. 8, 9 là kiềm nè. Thì pH, độ pH của nó là 8.5 đến 9.5 là kiềm. Là đưa vào cơ thể là nước kiềm. Mà sử dụng cái nước kiềm để nấu cháo nè. Đó, nấu cháo. Còn cái nữa là trong rau xanh trái cây. Trong thời gian đầu vẫn phát triển bệnh lý, chứ nó chưa dừng lại. Còn chừng nào mà cơ thể trước đó cô tới đây nè, khi mà cô bệnh ung thư đó, cô đã ăn được những thứ này nè, ăn cháo nano, ăn rau xanh, uống nước kiềm sẵn rồi đó, thì cái quá trình điều trị nó sẽ nhanh hơn. Tại vì cô đã kiềm sẵn rồi. Còn giờ cô đang axit mà qua kiềm thì nó phải có một cái khoảng thời gian. Đúng rồi, kiềm hóa. Đó là cái quá trình điều trị ở đây. Thì cái thông qua cái phác đồ này, các thầy sẽ giúp mình trong vòng 3 tháng. Một chu kỳ điều trị đợt, từng đợt là 3 tháng. Để chi? Báo cho cô biết, để cô thu xếp cái thời gian ở nhà đó, để tới đây thu xếp cái công việc, thu xếp cái tài chính để cô tới cô chữa. Ở đây thì các thầy không có lấy tiền mình, do đó mình không phải bị gánh nặng về tài chính. Nhưng cô có những cái chi phí lặt vặt cô phải cần phải có. Thứ nhất là chi phí về sinh hoạt, ăn uống ngủ nghỉ của cô thì cô phải tự túc. Cô tới đây thì người nhà ở lại theo chăm cô đó, thì phải mướn nhà trọ, rồi mỗi ngày mỗi đưa cô tới để chăm sóc sức khỏe của cô. Riêng cô là ngưng ăn đạm động vật nè. Còn người nhà đó ai ở lại nuôi? Cô đấy. À, mẹ. Bà cô ruột. Người đăng ký là con trai hả? Người cả mọi người quản chứ người em. Đang người bảo lãnh con trai. Bảo lãnh là con trai. Còn người nuôi là... Cô có mấy người con? Hai thầy. Người con còn lại biết cô đi chữa ở đây không? Biết chứ. Có đồng ý cho cô tới đây không? Đồng ý, lượng khách luôn. Con dạ, thì được, tốt luôn. Quá. Con với chồng khuyến khích ha. Lượng khách ghê lắm. Dạ, được. Vậy thì đây người nuôi là gì ha? Cô. Rồi, vậy thì cô, thầy gọi là bác gái đó. Sẽ không được phép ăn đạm động vật nha. Chị dẫn là chị dẫn rồi. Thì bữa nay vô đây là khi mà đã ký vô giấy này là 3 tháng ở lại đây. Riêng người bệnh nha. Còn riêng người nuôi đó thì ở lại đây bao lâu cũng được. Mình có quyền đổi người nuôi. Ví dụ mình thấy mà mình ở đây mà mình có công chuyện đột xuất thì mình muốn về đó, mình có quyền đổi. Nó phải đăng ký lại thôi nha. Đúng rồi. Hôm nay là thầy cho đăng ký ở lại đây là người chăm bệnh. Rồi tới khi nào mình muốn đổi người nuôi mới đó, thì mình phải có mặt người nuôi mới và mình lên đây để thầy nhập vô cái Excel để thầy quản lý. Cái quản lý đó rất là quan trọng. Trên đó nó có số điện thoại, có tên của mình. Thì khi mà có cần thiết, thầy sẽ liên hệ trực tiếp. Thầy biết thầy liên hệ với người nào, người thân nào. Ví dụ đây là hôm nay chăm đi. Hôm nay mình có công chuyện đột xuất mình về, cái người nuôi mới tới chăm sóc mình. Mà nếu như các thầy cần thiết liên hệ thì thầy biết liên hệ với đây hay liên hệ với người nuôi mới. Nó vậy nó mới quản lý được chứ bệnh nhân đông mà. Đâu có nói bằng miệng được. Phải qua tất cả những quản lý trên máy tính hết. Rồi. Nhớ ha, nhưng mà riêng đạm động vật là không được ăn nha. Để mình cổ vũ tinh thần của người bệnh của mình. Đi xa tới từ
miền Trung tới đây, là mình phải quyết tâm mình vượt qua, mình có cái kết quả tốt nhất để mình mang về. Tại vì ở gia đình cô còn chồng nè, còn con nè, còn những người thân trong gia đình đang trông chờ cô trở về. Có nghĩa là mình phải làm sao mà mình tới đây mình đặt cái mục tiêu là mình phải có cái kết quả tốt nhất thì mình mới trở về. Cho nên phải cố gắng. Thì người nuôi cũng phải động viên tinh thần nha. Nó không có khó đâu, người ta làm được mình làm được. Mình tới đây mình phải cố gắng phấn đấu hết sức luôn. Thì cái vấn đề ăn uống là vấn đề động viên đầu tiên, quan trọng nhất luôn. Hãy mà mình muốn động viên tinh thần người bệnh là mình phải ngưng ăn đạm động vật. Dạ, được cũng được. Được ha. Cô cũng đến tốn giảm. Dễ mà, thầy nghĩ cái đó đâu khó đâu. Dạ, không phải. Ừ, đâu khó gì đâu. Nói cho cậu là biết thôi. Thay vì cô hỏi là Dũng đi vô cọ thì chuyên chí chắc từ đó đi anh thay. Được. Ở đây lưu số của các thầy, ví dụ như thầy Thanh, thầy Quý, thầy Tiến, thầy Hạnh rồi mọi người khác. Riêng ở đây có hai thầy trực tiếp theo dõi bệnh mình của mỗi bệnh nhân. Ví dụ như thầy Tiến theo dõi, thầy Quý theo dõi, thầy Thanh theo dõi. Thì ban ngày cũng như ban đêm, khi mà các thầy đã nhận bệnh vô rồi đó thì các thầy có trách nhiệm giúp cho bệnh nhân. Không phải là chỉ đi khám bệnh tư vấn vậy không đâu, mà cái trách nhiệm còn ở nơi bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị, ở tại phòng khám cũng như ở nhà trọ.